Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua các sản phẩm của Apple hàng chính hãng mới 100% mà có mã giảm giá luôn thì các bạn có thể truy cập vào website của Cellphonet qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này. Xong sau đó thì các bạn nhập mã Dương Dê viết liền không dấu nhé, hoặc là đến cửa hàng nói là tôi mua hàng có kênh Dương Dê, mặc định các bạn sẽ được giảm giá 300.000 đồng cho tất cả mọi sản phẩm Apple hàng mới tinh tại Cellphonet, các bạn chú ý nhé. Còn tất nhiên nếu bạn không nhập mã giảm giá thì mặc định giá sẽ y xì đúc như là ở trên website đấy, không được giảm một xu nào đâu. Vậy nên là nếu mà bạn không có nhu cầu mua, bạn cũng có thể nói hoặc là cho tặng bạn bè cái mã đó là được đấy, thì các bạn sẽ được giảm giá. Mình nói thật luôn, chia sẻ thật lòng, đây là xin mãi mới được đấy. Chứ còn bình thường thì cửa hàng họ cũng đã trả chi phí làm video này cho mình rồi, ví dụ trả chi phí làm marketing cái thứ này cho mình rồi. Còn nếu mà mình xin thêm như này thì cứ mỗi mã họ bị giảm đến mấy trăm nghìn. Còn tất nhiên các bạn mua hàng người ta cũng sẽ có lãi, đấy là chắc chắn rồi, chả có cửa hàng nào bán lỗ hay là phi lợi nhuận cả. Mà mình nói thật chứ từ thiện nó còn muốn có lợi nhuận nữa là huống chi lấy, đúng nào. Nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là nếu mà không có mã thì giá vẫn cứ như thế thôi đấy, còn đấy là lợi ích của cái mã, được chưa? Ok chưa? Rồi, tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment của video này nhá, anh em hãy kích vào để xem. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Nguyễn Tiến, bạn hỏi là: anh Dương Dê ơi, anh làm một vlog về điện thoại Android ít lỗi đi, chứ giờ em thấy ra nhiều máy rồi, cấu hình pin rồi là ABC, nhưng mà suốt ngày lỗi nọ lỗi kia, em chỉ quan tâm tới sự ổn định và đừng có lỗi thôi, anh giúp em với. Chắc là bạn lại bị cái hiện tượng là ám ảnh, nghe người ta nói cái này, điều này rất là sợ nhá. Mình thấy rất là nhiều bạn chưa bao giờ dùng cái điện thoại của cái hãng A, hãng B hay hãng C, nhưng bạn chỉ cần nghe thấy là người ở trên mạng nói là ôi à, ví dụ như là Realme đi, là cái đa nhiệm của nó không tốt này, ông Xiaomi ông lại bị lỗi chậm thông báo này, ông này lại bị lỗi này lỗi nọ, và chúng ta mặc định là cho tất cả các sản phẩm của họ đều bị lỗi đấy, trong khi cả tỷ dân của Trung Quốc nó đều sử dụng, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chỉ có nghe nói thôi mà chúng ta đã phán như thế rồi. Nên là mình nghĩ là như này này, nếu mà đã sợ thì là không mua, còn đã mua thì đừng có sợ. Nhưng tất nhiên trong số những cái hãng mà mình sử dụng ấy thì về cơ bản là mình thấy là các hãng cũng khá là xem với nhau thôi. Nhưng mà nếu mà điện thoại Android thì Samsung tương đối lành. Tất nhiên bạn phải mua Samsung flagship nhá, chứ không ví dụ bây giờ bạn mà lại mua cái con như kiểu là Galaxy A53 chẳng hạn, thế xong cuối cùng bạn bảo là ôi em bỏ ra tầm khoảng 9-10 triệu để mua một cái điện thoại về nó bị lỗi. Thế mình hỏi là thế lỗi gì? Lỗi lag và giật. Ôi trời ơi, đấy là do con chip bạn ạ, chứ không phải đấy là lỗi. Bạn phải sử dụng nếu mà đã sợ như thế. Bởi vì có rất nhiều bạn nhé, các bạn kỳ vọng quá nhiều vào một cái smartphone, xong cuối cùng là cái smartphone đó nó không đáp ứng được kỳ vọng của các bạn thì các bạn nghĩ rằng là lỗi, đúng không ạ? Đấy, thậm chí là có những bạn, các bạn ấy mua một cái điện thoại giá chỉ tầm khoảng 3 triệu thôi, các bạn chụp ảnh ở trong những điều kiện gọi là vô cùng thiếu sáng, mình xác nhận là vô cùng thiếu sáng, thế xong rồi các bạn nghe quảng cáo của cái hãng đó ở trên mạng là camera đỉnh cao, thế cuối cùng các bạn chụp ảnh ở trong điều kiện vô cùng thiếu sáng, các bạn biết là thường là nếu mà như thế nó sẽ bị gì không, ám tím hoặc là ám ấy đấy. Các bạn bảo là đây là lỗi camera, nhưng xin lỗi đây không phải là lỗi, đấy là do cái phần cứng của nó, do cái điện thoại đó nó cùi thôi đấy. Hay là ví dụ như những cái điện thoại mà cấu hình nó quá thấp thì những hiện tượng nó bị chậm thông báo thì điều rất bình thường, đúng không ạ? Còn tất nhiên ví dụ như là với những trường hợp của Xiaomi mà họ đã khẳng định ví dụ như là lỗi wifi ở trên trên Xiaomi 11, ok, đấy chính là lỗi đấy. Đấy, kiểu như thế. Thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Nhưng với bản thân mình ấy thì nếu bạn quan tâm Android mà muốn yên tâm thì thôi cứ Samsung mà mua thôi, đúng không ạ? Còn có nhiều bạn ấy thì ngày trước cũng có những cái comment ở trên kênh YouTube của mình, đấy là nếu bây giờ mà mua đồ tàu ấy mà bị lỗi cuối cùng cũng không dám kêu ai. Bởi vì sao? Bởi vì là sợ người ta nói là ngu mới mua đồ tàu, đúng không ạ? Thế thôi, nếu mà chúng ta sợ, chúng ta bị ám ảnh những cái điều đó, ám ảnh về cái mồm của người khác nói, thì cứ mua Samsung như mình. Bởi vì bây giờ cũng khó có hãng nào khác mà không phải của tàu để chúng ta có thể cân nhắc để mua Android, đúng không ạ? Sony
LG, HTC thì ngắc ngoải lắm rồi, LG thì coi như là xong rồi, đúng không ạ? BlackBerry thì cũng không khác gì là xong rồi. Đấy, Nokia thì cũng không có nhiều sản phẩm nổi bật, đại loại là như thế. Vậy nên là Samsung thôi bạn, các bạn nhé, Samsung. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Quốc Đạt. Bạn hỏi là: chào anh Dương, em đang cần tìm một điện thoại giá tầm khoảng 6 đến 8 triệu, loại Samsung, hiệu năng đủ để chiến các game trung bình, camera tốt tốt một xíu, pin đủ dùng cho một ngày, mong anh trả lời. Nếu mà như thế này thì mua Samsung Galaxy A33, giá tầm khoảng trên dưới 7 triệu, nghĩa là nằm giữa cái khoảng giá mà bạn yêu cầu. Thế thì A33 là một chiếc điện thoại có hiệu năng ở mức độ trung bình. Hiệu năng con này nếu mà bạn chơi game nặng là chắc chắn bị lag và giật, đấy là chắc chắn luôn. Nhưng mà chơi game trung bình thì ok. Camera của Galaxy A33 là ổn đấy nhá. Và pin của nó đủ dùng trong một ngày làm việc đấy. Còn A53 thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ không mua cái sản phẩm A53. Vì sao? Vì là A53 và A33 nó lệch nhau không nhiều, mà cái giá của nó thì lệch nhau cũng tương đối. Vậy nên là nếu mà mình thì mình sẽ ưu tiên mua A33 hơn. Còn nếu mà đã lên A53 thì mình sẽ ưu tiên mua A52s. Đấy, thì đấy là cái quan điểm của mình. Vậy là với cái câu hỏi này các bạn thì chốt là mua con Samsung Galaxy A33. Đấy là nếu mà là Samsung. Nhưng thực ra là trong cái tầm giá từ 6 đến 8 triệu bạn có thể mua được rất nhiều những sự lựa chọn khác nó ngon hơn là A33 đấy. Ví dụ như là Vivo T1 hàng chính hãng là ngon hơn A33 đấy. Đấy, còn hàng sách tay thì có mà tìm ra cả đống. Ví dụ như là Realme GT Neo 2 này, Realme GT Neo 3 này, Realme GT Neo 2T này, có mà đầy, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà nếu mà chỉ ưu tiên Samsung thì chốt cho mình là Galaxy A33, hoặc là hàng cũ thì sẽ là Galaxy Note 10 hoặc là S10 5G. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Văn Nhân Nguyên. Bạn ấy hỏi là: anh ơi cho em hỏi, giữa S21 FE với cả iPhone 11 thì cái nào ok hơn, hay là trong tầm giá đó có con nào ngon hơn nữa? Chúc anh nhiều sức khỏe, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu mà hai sản phẩm này thì mình thấy là về cơ bản là trong phân khúc hàng chính hãng, đây cũng đều là hai sản phẩm rất là ổn luôn đấy, cả hai. Giữa S21 FE với iPhone 11 thì mình thấy là S21 FE sẽ có một cái màn hình đẹp hơn, có một cái camera đa dụng hơn, có một cái bộ nhớ trong gấp đôi, có viên pin, cũng sẽ có phần pin thì thực ra là nhỉnh một chút xíu thôi, bởi vì cái sự tối ưu của Samsung đối với pin con sản này thì không hơn iPhone 11 là mấy đâu. Đấy. Loa ngoài là loa kép cả hai con đều có, nhưng mà cái iPhone 11 ấy, thì vì cái S21 FE nó ở Việt Nam sử dụng chip Exynos nên là về sự ổn định và thích trải nghiệm hơn thì mình sẽ thích kiểu iPhone 11 hơn. Đấy. Nhưng mà nếu mà để đồng đều hơn ấy thì mình nghĩ là sử dụng S21 FE nó sẽ thoải mái hơn đấy. Còn ở trong cái tầm giá này còn có con nào ngon hơn nữa không ấy thì nói là ngon hơn thì nó hơi quá. Nhưng mà chúng ta sẽ có được cái sự lựa chọn khác nữa. Ví dụ như là S20 FE thì nó sẽ có bộ nhớ trong 256GB và nó sẽ có con chip Snapdragon 865. Đấy, thì đấy là cái sự lựa chọn mình nghĩ là cũng rất là hợp lý. Còn S21 FE với cả iPhone 11 còn có thêm một cái điểm nữa nhé. Đấy là S21 FE có 5G, còn iPhone 11 không có 5G. Đấy, cũng là một điểm chúng ta cần cân nhắc nữa. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nhân Huỳnh. Bạn hỏi là: anh ơi, giờ này có nên mua Tecno Pova 2 nữa hay không? Chúc anh dồi dào sức khỏe. Rồi, ok. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tecno Pova 2 mình nghĩ là vẫn có thể đáng mua, bởi vì là bây giờ cái tầm giá ở Cellphone S nó chỉ loanh quanh tầm ở trên dưới 3 triệu rưỡi thôi. Thế thì cái sổ này có viên pin là 7000 này, có một cái màn hình rất là lớn này, có một cái hiệu năng ở mức độ đủ dùng, nói chung là phải cơ bản là đủ dùng thôi. Đấy. Camera cũng ở mức độ gọi là đủ dùng, nghĩa là chụp ảnh được chứ không thể đẹp được. Đấy. Nhưng mà vấn đề là sạc thì là chậm, mặc dù hỗ trợ sạc nhanh nhưng mà vì pin quá lớn là sạc rất là lâu. Và cái điểm thứ hai nữa đấy là cái loa ngoài của nó nghe hơi tệ. Đấy, thế thì mình nghĩ là bạn nên chờ đợi Tecno Pova 3. Và nghe nói thì nha, Tecno Pova 3 sẽ có màn hình tần số quét cao hơn, sẽ có loa ngoài là loa kép các thứ nữa. Đấy, nghĩa là nó sẽ cải tiến hơn so với Tecno Pova 2 đấy. Thì mình nghĩ là nó sẽ là cái để chúng ta mong chờ. Và Tecno Pova 3 thì có thể thôi. Và Tecno Pova 3 thì sẽ vẫn giữ được cái viên pin là 7000 mAh. Đấy, thì nếu mà là mình thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên đợi Tecno Pova 3. Nhưng mà chắc là Tecno Pova 3 sẽ không có mức giá là khoảng 3 triệu rưỡi đâu. Nó sẽ đắt hơn nhiều đấy. Mình không biết là đắt hơn bao nhiêu, nhưng mà thôi cứ thử xem, cứ thử chờ xem. Chờ đến lúc đấy thì có thể chúng ta đưa ra quyết định sau cũng được, đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn đề phòng hôm nay bạn chưa cười. Rồi, không biết là bạn có câu hỏi nào muốn cười không đây. Bạn hỏi là:
máy tính bảng có thể thay thế được điện thoại hay không anh Dương? Và dưới 10 triệu mua máy tính bảng nào ngon nhất, ưu tiên iPad. Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Nghe không buồn cười lắm nha. Thế thì cá nhân mình thấy là máy tính bảng sẽ không thay thế được điện thoại trong cái vấn đề là nghe gọi. Đặc biệt ở đây là bạn ưu tiên mua iPad. Bởi vì sao? Bởi vì iPad không nghe gọi. Còn nếu bạn muốn có máy tính bảng nhưng vẫn có khả năng nghe gọi thì bạn nên ưu tiên mua máy tính bảng của Samsung. Đấy. Nhưng mà Samsung ấy thì bạn cứ cảm tưởng như này này, bạn có dám cầm một cái máy tính bảng nó to mười mấy inch như này đặt lên tai để mà nghe như này không ạ? Trông rất buồn cười đúng không nào? Vậy nên là kể cả máy tính bảng có không có hỗ trợ nghe gọi đi chăng nữa, hay là không hỗ trợ thì không nói gì rồi, nhưng mà kể cả có hỗ trợ nghe gọi đi chăng nữa thì cũng không thể thay thế được điện thoại và bằng cái chức năng nghe gọi được. Điện thoại thì đầu tiên là chức năng lớn nhất của nó đấy là phải là nghe gọi trước cái đã, đúng không ạ? Nếu không nghe gọi được thì còn nói gì là điện thoại nữa, đúng không nào? Còn lại thì những cái chức năng khác nữa của một cái smartphone bây giờ người ta bổ sung thêm, cũng như là truy cập mạng vào Facebook, lướt Zalo, các thứ bla bla bla, thì cái đó là cái thêm thôi, nhưng mà tối thiểu là nó cũng phải nghe gọi được nữa. Nên là máy tính bảng là không thể thay thế được cho điện thoại về tính nghe gọi. Đấy, cũng không thể nào mà có tính di động tốt bằng điện thoại được. Đấy, bạn có thể luôn luôn cầm một cái điện thoại đi theo người, nhưng bạn không thể nào mà lúc nào cũng kè một cái máy tính bảng mang theo người được, như thế rất là buồn cười. Bữa ăn nhá, bạn có thể vẫn để điện thoại ở cạnh được, nhưng chẳng lẽ bữa ăn bạn mang máy tính bảng đi. Đám cưới ngồi trước rừng người như này, ai cũng để một cái điện thoại lên bàn, đúng không ạ? Ví dụ thế, bạn đặt máy tính bảng lên bàn chắc, đúng không nào? Đấy, nên là không thể thay thế được điện thoại, đấy là điều chắc chắn. Còn tất nhiên giải trí ở trên iPad hay là máy tính bảng nó sẽ sướng hơn nhiều so với điện thoại. Tuy nhiên nhá, ví dụ như là mình chẳng hạn, thì đôi khi mình thì tất nhiên hay giải trí bằng iPad rồi, nhưng ví dụ như là mình có một cái tật xấu, đây là trước khi đi ngủ là mình phải check một số những thông tin, check công việc với khách hàng các thứ nữa, hay là xem một cái clip nào giải trí trước khi đi ngủ, ví dụ thế, thì mình lại dùng điện thoại. Bởi vì lúc đấy cầm điện thoại nó nhẹ nhàng hơn, chứ lúc đấy đã mệt rồi, cuối ngày đã mệt rồi, cầm máy tính bảng nặng như thế thì cầm làm sao được, đúng không nào? Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Thì cũng tùy vào từng trường hợp nhá. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.